Trong số lần này thuộc Tech4Life trên Long Khoa Học, chúng tôi sẽ tổng hợp phân tích và nghiên cứu những con game được quảng cáo rất nhiều ở trên mạng. Và lần này chúng ta sẽ trải nghiệm những game gì thưa Đức giáo sư danh tiếng? Trong chương trình giảng dạy tại Đại học Oxford của tôi thì tôi có nghiên cứu qua hai con game. Đó là con game Mega Grabber và một con game nữa đó chính là Alien Invasion. Quả là công trình nghiên cứu của một giáo sư tầm cỡ Oxford. Nó là con Mush Grabber và Alien Invasion các bạn ạ. Cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trải nghiệm. Và game đầu tiên chúng ta sẽ cùng trải nghiệm đó chính là game Mush Grabber. Ở kìa, nó sẽ nhặt đồng đội đúng không? Đúng rồi, nó sẽ bắn cái này và trên đó có con đồng đội. Và thông thường thì nó sẽ bỏ rơi con đồng đội đó. Đây là một cái quảng cáo rất là vớ va vớ vẩn nhưng mà được viết ad rất nhiều. Nó chả hấp dẫn một chút nào luôn ấy, tại sao? Giờ chúng ta sẽ đến với thí nghiệm game này. Âm thanh khá là sống động. Tiếng sóng biển dạt dào. Tình tứ thật. Đồ họa thì đơn giản. Dễ mến. Lại đây 10 anh em. Thì ra nó không lừa. Có grab bike gặp kích. Một cú lách đi. Nó không lừa đâu mà. Cảm giác sợ luôn. Vâng. Fight. Đến cuối chúng ta sẽ thu thập đủ lượng người và sẽ xử người này. Ok, cái thằng bot cuối gọi là bot cuối cho nên nhìn nó hơi đần. Sau khi kiếm được một lượng tiền nhất định thì chúng ta sẽ upgrade được lượng tiền ở những cái màn sau. Tôi là người thiên về sức mạnh nên tôi sẽ lên tốc đánh. Tại vì nó đắt tiền hơn 70. Và nó chuẩn bị cho tôi thêm một cái option nữa. Tôi sẽ phải xem quảng cáo. Rồi 6. Tức là bây giờ trên đầu các nhân vật này có số này. Bạn nhặt và bạn sẽ ghép 2 thành 4, 4 thành 8 đó. Đây cái này cần phải biết tiếng Anh nhé, divide là chia 2 nhé các bạn. Không phải nếu phải là anh giáo sư thì hẳn anh đã chọn được ô đấy bởi vì trong cái hình nó khá là mạnh mẽ. Ông ấy nhìn màu là anh biết rồi. 16 này đã thích chưa? Khi mà các bạn cộng cái số lại thì nó sẽ ra cái số mới. Anh không biết anh đang nói cái gì nữa. Anh bình luận kiểu như phải bình luận và vâng, Long Khoa đang bắt đầu tiến đến khu vực trung tâm. Nơi đây thì anh đang phải đứng giữa cái lựa chọn quyết định. Ôi thế cái thằng màu đỏ này thế nhỉ? Nhìn cái animation nó hơi buồn cười các bạn ạ. Nách đít nào. Bấm cái gì thế? Thật ra cái này cũng phải thông cảm cho nhà phát hành thôi, bởi vì họ cũng cần không thông cảm để lấy tiền. Để lấy tiền quảng cáo. Thế nhưng mà quá nhiều thì giờ thì anh còn thông cảm nữa không ạ? Bây giờ mình sẽ đi đây xong bắt đầu mình phân phát người. Thì mình sẽ mở thêm map mới. Mở vùng đất. Và kiếm tiền, gọi là đầu tư bất động sản. Xong bắt đầu tại đây thì các bạn sẽ được quyền là cho cái lượng người mình vào. Và các bạn sẽ kiếm được thu nhập online, offline là 250.000 một giờ. Theo anh, mức giá 250.000 một giờ này là mức giá như thế nào ạ? Nó bằng với mức lương cơ bản của một lao động nhỏ tại Mỹ. Mỹ Đình đúng không? Khu vực Trần Duy Hưng đúng không? 250.000 một giờ. Tôi không bao giờ tôi mua cái gói No S. 79.000 mua đi. Xin lỗi, tôi là lao động tiểu thương. No em, tại sao nó vẫn còn có em? Trả lại tao 79.000 đây. No em của nó là scam nha bạn. Nếu mà xét trên thang điểm thì từ thang điểm tuyệt vọng đến tuyệt vời thì anh Đức sẽ đặt nó trên thang điểm nào? Thang điểm hoàng đi. Hoàng à? Hoàng mới chia tay người yêu. Tuyệt vọng lắm. Chúng tôi xin được phép đánh giá game này là hoàng. Tuyệt vọng, không lối thoát, không đường lùi. Và chúng ta sẽ cùng đến với game 2 sau ít phút quảng cáo. Sau đây chúng ta sẽ cùng xem game Cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh. Đấy. Bắt nguồn từ một căn phòng thí nghiệm và Venom bắt đầu xuất hiện. Đã bắt cóc được một vị giáo sư. Sau đó nhút từng người một và đớp. Sau đó được nâng cấp Tentacle hoặc là nhầm không phải, được nâng cấp xúc tu. Đấy, xúc tu ban đầu nó là chỉ là chân bình thường thôi, bây giờ nó là càng bọ cạp. Hy vọng đây sẽ là một con game hay. Thật ra nhìn quảng cáo là nếu như đúng lối chơi của nó thì tôi nghĩ rằng nó không phải là một con game tệ đã. Nghe nhạc được ấy, hay quá. Cộng điểm. Chúng tôi đang nhận được một nhiệm vụ, đó là gì ạ? People are trying to grab, tức là một người nào đó phải bắt grab. Ớt cắt on them to scare the rat, tức là cái nhiệm vụ này là bắt grab về nhà các bạn ạ. Nó là loài người đang cố gắng thu thập những cái con trùng xúc tu này, và chúng ta sẽ bắt một trong số họ để hù dọa những cái phần còn lại. Đây, chúng ta sẽ đớp mấy thằng này đã. Rồi, ui, nhưng mà các bạn có thể thấy là chân trông rất là đẹp nhá. Cái animation trông cực kỳ cuốn, và mấy cái thằng này trông nó khá là vô tri. Nó cứ thế mà nó để cho mình múc. Chúng ta là có một cái lượng bụng nhất định, và chúng ta chỉ ăn được 8 miếng thịt thôi. Sau khi ăn xong 8 miếng thịt thì chúng ta sẽ về nhà và cống thịt. À, nó sẽ khác với những con game đi cảnh khác. Những con game đi cảnh khác là cứ ăn thoải mái đúng không? À đây, cái phần xúc tu bên dưới của tôi đã thành công. Bây giờ tôi sẽ nâng cấp. Tôi sẽ nâng cấp dạ dày để tăng cái số lượng ăn được. Và bên trên là catching speed, tức là tăng cái tốc độ mà bắt người. Tại vì nó rất là rẻ mà, tôi sẽ catching speed lên 18, ok rồi. Cái này nó sẽ nâng cấp cho mình theo thời gian, tăng dần chứ không phải qua màn đúng không? Ừ. Cái này nó không tính màn. Đây các bạn thấy không ạ, tôi yếu đến độ mà cái lưỡi của tôi chọc vào đít thằng này liên tục, nhưng mà thằng này nó không thể chết ngay được này. Tôi quả là một con quái vật thất bại. Đây rồi, bắt đầu chúng ta unlock được một cái khu vực mới. À đây, tôi quét đã. Nào, nó là gì đưa anh Đức? Fire the key card from the man in white and set us free. Tôi đã nói xong rồi thì đến lượt anh Đức. Chúng ta phải phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Một người nói, một người dịch. Nó là tìm cái thẻ chìa khóa từ một người đàn ông mặc áo màu trắng để giải thoát đồng bọn. Đây, chúng ta sẽ phải tìm một người đàn ông mặc áo màu trắng. Ở đây còn một cái quét nữa. Tôi nhận thêm. Give me back my power and I will share with you unthinkable power. Nào, bây giờ đến lượt phần của anh. Nó là trả lại ta năng lượng, và ta sẽ chia sẻ cho ngươi một cái thứ sức mạnh khó tin. Xin mời anh Đức, mời anh chơi. Không, nhìn anh thèm lắm rồi. Hãy bình tĩnh anh Đức à. Mình focus vào mục tiêu thì mình focus đến cùng. Nó như kiểu là chuyện tình yêu vậy. À, anh đã tìm được một chiếc chìa khóa rồi đấy. Như vậy là anh đã hoàn thành. Đấy, thấy chưa? Người ông trời cứ thích thử thách người tài thôi. Nào, anh tìm được chìa khóa rồi, bây giờ anh sẽ phải về cái đấy, cái quét đấy. Trả nhiệm vụ luôn. Ui giời ơi giời. Trả lại sức mạnh. À, tức là mình sẽ phải làm nhiều quest khác nhau để mình trả lại sức mạnh cho thằng này. Theo anh Đức giáo sư thì anh nhận định thế nào là về đồ họa ở game này? Đồ họa thì chấp nhận được thôi chứ không phải là đồ họa xuất sắc. Tuy nhiên là khả năng xử lý animation của nó là khá mượt mà. Khá mượt mà, và được cái nữa là đồ họa nó phải đi kèm âm thanh thì âm thanh rất là được. Âm thanh rất là hoài niệm. Disco 90, những năm 80-90. Còn về mặt gameplay, nó khá là đơn giản nhưng nó rất cuốn. Điểm trừ duy nhất của nó thôi, đó chính là nó không tạo độ khó cao. Thứ nhất là độ khó cao, thứ hai là nó không có nguy hiểm cho mình. Tại vì chúng ta chưa chơi đến đấy. Đến cái mức này mà chưa có thì nó là một điểm trừ rồi. Đáng lẽ nó phải có rồi. Nó phải có để cho người ta biết người ta cần phải làm gì. Từ đó thang điểm của anh Đức giáo sư sẽ là gì ạ? Tôi đánh giá ở mức độ đó chính là chấp nhận được. Tôi đánh giá là nó cũng chấp nhận được. Cảm ơn các bạn nhé, và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo về những trải nghiệm, những game tiếp theo trên Tech4Life.